các bạn thì thấy cái xóm mình đó, xóm mình đó nhà hàng cũng đông lắm. Cái xóm chỗ này này nếu mà có gạo đó cũng đám nhà hàng cũng đông. Tôi mà có được 40-50 phần nữa là Trư Phát cũng cỡ tuần lễ à. Tuần lễ là bay luôn. Ngày phát được giỏi lắm từ 10 tới 20 phần à. Mà hiếm mà đi xa xa nữa thì thí dụ như đi Lương An Trà hay gì cái đó là ngày cho phát được có 10. Ở Lương An Trà đó, cái đám ở phía ở cầu chữ U, ở cầu chữ U gì đó, cái chỗ đó ở phía trong tuốt ở trong ruộng cũng có một xóm nhà nghèo sơ nghèo sát luôn. Và mình chưa có đủ để mình đi tới đó, để lần sau đi. Khi nào có nữa thì tính tới cái đám đó. Tại nó ở cũng xa lắm. Từ Tuy Tôn, từ nhà tôi chạy vô đó chắc cũng 20-30 cây vậy á. Nói là để các bạn thấy là những người nghèo mà ở xa trung tâm á, họ cũng thiệt lắm. Tại vì có quà từ thiện vô không tới. Cũng như cái đám nghèo mà ở mấy cái huyện gần huyện gần chợ nè, mà tụi đó thì cũng đâu có, tụi đó cũng thiệt thòi lắm, cũng không có được. Tại vì cái đám là ở trong tuốt, ở trong chân núi. Các bạn thấy sẵn rồi cái clip mà tôi quay mà tôi chở đi chở vô trong núi để mà trao đưa gạo cho họ đó. Các bạn thấy con đường đi cũng khó khăn lắm. Người ta có của cho, người ta đâu có đường nó rắc rối, nó xa xôi gì, người ta đâu có đi tới đâu. Thì quà mà từ thiện nó thường á là người ta phát cái giấy, cái bông á, người ta phát cái phiếu, người ta rồi mình mới lấy, người ta hẹn ngày giờ gì đó rồi mình mới lấy cái phiếu đó ra mình lấy. Nhưng mà nhiều khi mấy người mà ta ở tuốt ở trong núi gì đó, xã ấp gì nó đâu có đi kêu người ta ra lấy phiếu đâu rồi. Nó đường nó khó đi quá, người ta cũng mấy ông địa phương mấy ông cũng đâu có thèm đi. Đó, rồi thí dụ như người ta đưa xuống 200-300 phần cho cái xã đó để mà xã nó lên danh sách, nó kêu cho mấy người nghèo. Thì khi mà mình đi mình nói chuyện với mấy người nghèo nha, đi phát cho người nghèo nha, ta hay mét lắm, ta hay mét ba cái vụ mà phát quà từ thiện theo danh sách đó. Người ta mét là mình không biết có hay là không, nhưng mà người ta mét là ba cái quà từ thiện mà ở ấp ở xã nó phát đó, toàn là bà con nó với người khá giả không, mà chứ người nghèo thiệt đâu có nhận được. Mà bà con phản ảnh vậy thôi chứ mình thực tế thì mình cũng không biết có hay là không. Nhưng mà vừa qua mấy cái vụ mà từ thiện ở lũ lụt ở ngoài Trung đó, cũng bị xèo đó, cũng ông ấp ông khốn ông thôn gì đó, ổng cũng toàn là đưa bà con ổng vô không à. Cái chuyện đó thì thường hay xảy ra lắm, ba cái chuyện từ thiện mà giao cho thôn cho ấp cho xã giúp đỡ hay bị thất thoát lắm. Hay có cái chia đưa quà từ thiện theo kiểu băng đảng họ hàng này nọ. Chuyện đó là đương nhiên, chuyện đó xảy ra là chuyện thường thôi.
tôi đích thân tôi đi cho đây mà nhiều khi mình còn cho là cho không đúng đối tượng nữa. Tôi nói không đúng đối tượng ở đây là muốn nói là ví dụ cái hộ nghèo nhất, hoặc là cái hộ đó có ông bà già độc thân, không có con không có cháu gì đó, rồi có nhiều khi mình cho nhầm cũng người già, nhưng mà người già không có nghèo, người ta lợi người ta than với mình là người ta nghèo, nhưng mà thật chất ra là họ là có đất có bò nuôi chia gì tùm lum á. Mà mấy cái này thì mấy cái tin đó thì chỉ có dân lối xóm người ta mét thôi, khi mà mình cho rồi người ta nói người ta mới lại mét với mình, mà muộn rồi, đã cho rồi. Cũng chuyển mưa nữa, dạo này không chuyển mưa, mấy ngày gần cả tuần lễ nay ngày nào cũng có mưa đó, trời chuyển mưa đen rồi. Giờ đang ở đây là tới Tà Đảnh rồi nè, tôi ra cầu số 10 nó còn cách đây cũng cỡ 1-2 cây số vậy. Đường này chạy thẳng hoài là chạy ra luôn lộ tẻ Long Xuyên luôn đó bà con. Từ Tri Tôn chạy ra lộ tẻ hình như là cũng 40 cây vậy, ra tới lộ tẻ là gần tới Long Xuyên rồi, còn cỡ 10 cây nữa tới Long Xuyên. Ở đây mấy cái gia đình ở dọc đây á, bên bờ kinh với bên ngăn lộ này nè, đa số là người kinh, người kinh là người Việt á, để phân biệt đó là người kinh với người Khmer đó. Ở đây thường là người kinh nè, cũng 80-90% là người kinh đó. Còn ở trên núi là người Khmer là từ 90% ăn lên. Ở đây là vô địa phận của Tà Đảnh rồi đó. Nhiều khi các bạn thấy gì ở trước nè, thấy nhà vậy, nó còn lốp ở phía sau nữa, mà cái đám nằm ở phía sau là cái đám nghèo, cái đám khá giả nó nằm ở trước này nè. Nói khá giả chứ nói khá giả là muốn nói đây là sống được á, mà người kinh á hay lắm, mấy người ở đây nè thấy vậy chứ người ta có nhiều khu vực cái người ta nuôi lươn, nuôi cá. Hoặc là mấy người ta có ruộng,
Ở đây là cái chợ, chợ Tà Đảnh. Chợ Tà Đảnh còn gọi là chợ cầu số 10. Đó, cái chợ Tà Đảnh thì nó phía bên đây, còn qua cầu là bên kia là chợ cầu số 10. Mà hai cái chợ nó dính nhau ngay cách cách nhau có một bờ, một con kinh nè. Đậu cầu bên đây là chợ, cái chợ này là chợ Tà Đảnh nè. Đó. Đây là chợ Tà Đảnh đó. Còn qua cầu bên kia, qua khúc bên kia đó là chợ cầu số 10. Còn cái ông bạn tôi nhà ổng ở đâu ở đây nè, nó có cái đường hẻm chạy vô. À, ở trước nè, vô cái đường hẻm này nè, phải không, cái hẻm mà chạy ra tuốt sao. Đi ra làm sao lò ruộng, chỗ này có cái bè nuôi cá lóc. Ở trong này có mấy cái nhà cổ cổ này cũng đẹp lắm. Nhà miền Tây hồi xưa. Cái này là cái nhà xưa. Đó, nhà xưa như vậy nè, đẹp không? Đám này cũng dân khá. Đó, nhà xưa là vậy đó, đẹp lắm. Cái đám ở ngoài gần chợ này nó khá. Còn cái đám nghèo nó ở tuốt ở trong ruộng ở trong á. Biết ông bà có nhà không?